Xin chia sẻ về cái tình trạng răng của tôi trước khi mà làm răng đó, thì thực sự đó là một nỗi ám ảnh của cá nhân tôi, và không phải là cá nhân tôi đâu mà nói chung là cả gia đình luôn. Bởi vì thực tế là cái vấn đề mà răng miệng đó, thì nó có liên quan đến cả vấn đề về di truyền. Xin chia sẻ luôn là hầu hết những người trong gia đình tôi đều bị cái vấn đề mà gọi là hẹp hàm. Sau khi mà tuổi trưởng thành lên thì thực sự đó là một cái vấn đề nan giải đối với cá nhân mình hàng ngày. Thực sự là nó gặp vấn đề cực kỳ mà khó khăn trong vấn đề mà ăn uống, vấn đề vệ sinh răng miệng, dẫn đến cái vấn đề mà mất tự tin trong giao tiếp. Mình đã biết ST Dentist rồi và mình chưa đặt niềm tin vào ST Dentist, nhưng mà rất vô tình chị bạn cực kỳ thân và cũng là khách hàng lâu năm của mình đã đến ST Dentist làm. Thực sự sau khi gặp chị và mình hỏi làm ở đâu thì chị nói làm ở ST Dentist và vô cùng hài lòng. Mình hỏi rất là kỹ, chị có thấy như vấn đề như thế nào không, nhưng mà không gặp bất cứ một lời chê trách nào mà toàn bộ là lời khen. Và đó là một cái điểm cộng cho ST Dentist trước khi mình chọn ST Dentist. Thực sự là đến thời điểm này và đã không gọi là không, đó là không phải là một chọn lựa sai lầm, mà mình đã quyết định sáng suốt về cái địa điểm mình đã chọn niềm tin như thế. Trước khi răng của mình chưa rất là mọc lệch lạc, rất là xấu, mà người ta gọi là 9630, tức là không có cái răng nào mà nằm ở vị trí đúng hàng. Và sau khi ST Dentist thăm khám và tư vấn cho mình đã chọn dịch vụ là bọc răng sứ tại ST Dentist. Vừa làm xong thì có cảm giác mà khó chịu, bởi vì tự nhiên cơ thể mình tiếp nhận một cái vật thể lạ. Nó vô thì chắc đó là nó luôn luôn cho một cái cảm giác mà cộm cộm khó chịu. Nhưng mà cái cảm giác đó nhanh đi qua đi rất là nhanh. Với mình hình như là chỉ khoảng mất khoảng từ 2 đến 4 tiếng. Và nó sẽ cho cái cảm giác mà hầu như là quên đi luôn là mình đã bọc răng sứ. Còn cái cảm giác ăn nhai thì nói thẳng là phải mất từ 1 đến 2 ngày thì mình mới có cái cảm nhận thực sự là cảm giác ăn nhai hoàn toàn tự nhiên như là bộ răng tự nhiên của mình. Về cái mà dịch vụ khách hàng của ST Dentist thì bây giờ mình có thể dùng một từ là thực sự hài lòng. Không có một điểm trừ nào đối với dịch vụ của ST Dentist. Thực sự thì đến thời điểm này câu đòi hỏi đó hơi thừa, bởi vì thực sự là ngoài cá nhân mình đã tư vấn và là một cái người gọi là tình nguyện viên tự nhiên cho ST Dentist, đã giới thiệu rất là nhiều người đến với lại ST Dentist để thực hiện cái vấn đề mà xử lý về vấn đề mà răng miệng.